Nếu bạn đã từng phải khổ sở để đọc được những dòng chữ nhỏ hay để thưởng thức một phong cảnh ngoài trời nào đó từ xa, thì khi ấy bạn sẽ biết rằng thị lực là vô cùng quý giá. Nhờ nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã khẳng định rằng saffron nhị hoa nghệ Tây có thể cải thiện thị lực của chúng ta một cách hoàn toàn tự nhiên. Những người tham gia một nghiên cứu gần đây đã uống 20mg saffron mỗi ngày trong vòng 3 tháng liên tục. Khi kết thúc nghiên cứu, những người này đã có sự cải thiện rõ rệt về phản ứng võng mạc và độ sắc nét thị giác khi nhìn các vật ở khoảng cách xa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá nhanh lợi ích của loại thực phẩm này. Về tăng cường sức khỏe của mắt, saffron chứa rất nhiều carotenoids, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của dược chất này trong việc bảo vệ các tế bào cảm quang trong võng mạc. Trong một nghiên cứu năm 2016, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng saffron cũng có thể tăng cường chức năng của các tế bào võng mạc. Với bệnh nhân bị thoái hóa điểm vàng, nếu sử dụng saffron trong chế độ ăn uống hàng ngày thì sẽ có thể phục hồi chức năng của các tế bào, giúp cải thiện thị lực. Một dược chất khác có trong saffron chính là crocin, mang lại tác dụng tích cực trong việc ức chế sự phát triển của đục thủy tinh thể.